xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ thông tin làm đẹp cùng các bạn trong video này Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là vì sao nên tẩy da chết Cũng như là cách chọn từng loại sản phẩm tẩy da chết phù hợp với làn da của mình À, đầu tiên thì khi nói về tẩy da chết chắc hẳn rằng là các bạn vô cùng quen thuộc đúng không? Tại vì nó là một bước không thể thiếu trong việc là chăm sóc dưỡng da của chúng ta hàng ngày rồi. Bởi vì phải tẩy da chết thì nó mới giúp cho da của chúng ta được tái sinh Cũng như là việc hấp thu các dưỡng chất của các bước dưỡng sau nó được tốt hơn à, Vậy thì da chết là gì? Thì da chết nó chính là lớp sừng nằm bên trên tế bào của chúng ta và đó được gọi là da chết Và cái chu kỳ này thì nó sẽ xuất hiện từ 27 cho đến là 30 ngày Nghĩa là khi đó thì nghĩa cái da của chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện những cái lớp vẩy à, Nó sẽ bị mốc một chút lên trên khuôn mặt Vậy thì các bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng da của mình sẽ như thế nào nếu như chúng ta không thường xuyên tẩy da chết chưa? Thì đầu tiên Kiều Anh sẽ kể nhá à, Thứ nhất, nếu như chúng ta không thường xuyên tẩy da chết thì da của chúng ta sẽ bị thô ráp này Cũng như là các bước dưỡng sau của chúng ta kể cả là dưỡng ẩm, dưỡng trắng hay là dùng lotion toner Thì nó cũng sẽ không thể nào mà thấm được vào bên trong da của chúng ta bởi vì cái lớp da chết của các bạn quá dày rồi thứ hai đó chính là da của bạn sẽ bị sạm đen đi cũng như là nó là tiền đề hình thành cho các vấn đề về da như là mụn này hay là lỗ chân lông của bạn bị to hơn rồi là da của bạn tiết dầu và kèm theo đó sẽ là rất rất nhiều loại mụn xuất hiện trên da của bạn thứ ba đó chính là lỗ chân lông của bạn bị bít tắc lại và kèm theo đó là sẽ xuất hiện các vấn đề về mụn cũng như việc là da của các bạn thì bởi vì cái lớp tế bào chết quá nhiều thì nó sẽ không thể nào mà nó hình thành lớp tế bào mới được và cuối cùng đó chính là nếu như bạn không thường xuyên tẩy da chết thì da của bạn nó sẽ xấu đi rất là nhiều cũng như là sạm đi trông thấy chính vì những điều trên thế nên là việc tẩy da chết là vô cùng quan trọng đối với mỗi người mỗi nhà à, và theo anh thấy thì hiện nay trên thị trường thì có khá nhiều loại uh, loại tẩy da chết từ dạng gel cho đến là dạng kem. Bởi vì nó có quá nhiều chủng loại từ màu sắc, mẫu mã rồi đến là hương vị khác nhau. Thế nên là có khá nhiều chị em mà không biết cách chọn là loại tẩy da chết như nào cho phù hợp. Bởi vì thực ra à, mọi người nghĩ là như vậy thôi nhưng nếu như chúng ta cần tẩy da chết ấy thì chúng ta còn phải phụ thuộc vào từng loại da của mình nữa. Chẳng hạn như là da dầu thì nên chọn loại gì, da khô chọn loại gì, cũng như là da hỗn hợp chọn loại gì. Thế nên là khá là nhức nhối đúng không? tuy nhiên thì theo khảo sát của oanh và cũng như là bản thân oanh đã sử dụng và thấy được rằng một trong những sản phẩm nó vô cùng tuyệt vời được nhiều người sử dụng cũng như là phù hợp với mọi loại da hiện nay đó chính là sản phẩm tẩy tế bào chết green tea peeling Jet đến từ hàn quốc à, cụ thể là đến từ hãng Amusic này à, thực ra nếu mà về để nói về cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ là chiết xuất từ trà xanh và đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ cực kỳ tuyệt vời dành cho những tín đồ mà chúng ta yêu thích hương vị matcha hay là chúng ta thích mùi trà xanh. Bởi vì cái sản phẩm tẩy da chết này thì nó sẽ chiết xuất hoàn toàn 100% từ trà xanh. Khi nói về trà xanh thì chúng ta có thể kể đến được những công dụng tuyệt vời của nó Và khi mà áp dụng vào với cái sản phẩm tẩy da chết Green Tea này rồi Thì anh có thể là kể ra những lý do mà bạn nên dùng sản phẩm này à, Đầu tiên đó chính là sản phẩm tẩy da chết Green Tea Hay cụ thể là thành phần trà xanh có trong cái sản phẩm này Thì nó sẽ giúp cho chúng ta à, là chống lại sự oxy hóa của da Cũng như là tránh khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời hay là tiêu UV À, thứ hai, nó giúp làm sạch kháng khuẩn cũng như là nó lấy đi những cặn bã bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta. Thứ ba, nó giúp cho chúng ta là làm sáng da, làm trắng da cũng như là loại bỏ các tế bào chết rồi là các sắc tố melain Nói chung là tất cả những thứ khuyết điểm trên da của chúng ta thì trà xanh nó có thể là xử lý được hết và cuối cùng đó chính là trà xanh thì nó sẽ không gây khô da mà thậm chí là nó còn cung cấp dưỡng ẩm cho da khiến cho da của chúng ta khi sử dụng thì sẽ thấy được là cái độ an toàn của nó cũng như là lành tính của cái sản phẩm trà xanh này Dòng sản phẩm Green Tea Amusic đến từ Hàn Quốc này thì là một trong những sản phẩm theo anh thấy thì được khá nhiều chị em phụ nữ trên thị trường không chỉ ở Hàn Quốc đâu mà ngay cả các nước khác chẳng hạn như là Việt Nam thì cũng sử dụng khá là nhiều bởi vì như anh vừa chia sẻ ở bên trên ý thì chiết xuất của nó thì chủ yếu là từ trà xanh mà trà xanh thì lại có những công dụng như là chống oxy hóa này, kháng khuẩn này, chống viêm này rồi là làm sáng da, Thế nên là cái sản phẩm này khi chúng ta sử dụng nó sẽ không gây kích ứng cho da và theo anh thấy thì một điểm đặc biệt cực kỳ tuyệt vời ở sản phẩm này nữa đó chính là nó sử dụng được cho mọi loại da từ da dầu cho đến là da khô hay là da hỗn hợp thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Và một điều nữa đó chính là thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng với cái sản phẩm tẩy da chết này thì nó sẽ chỉ sử dụng được ở vùng mặt của chúng ta thôi đúng không? nhưng mà theo anh thấy thì với cái sản phẩm tẩy da chết nó còn có thể lấy được da chết ở những vùng cực kỳ cứng đầu chẳng hạn như là khuỷu tay khuỷu chân hay là những vùng khác chẳng hạn lên như là gót chân của chúng ta thì cái sản phẩm này nó cũng đều xử lý được hết và Cuối cùng, một điều nữa là khi chúng ta sử dụng sản phẩm này nó sẽ không gây khô da hay là mất cân bằng độ pH cho da của chúng ta đâu, mà ngược lại nó còn cung cấp ẩm một cách vô cùng tuyệt vời, cũng như là nó lấy sạch đi những cặn bã những da chết trên da của chúng ta, khiến cho là những bước dưỡng sau của chúng ta chẳng hạn như là đắp mặt, dưỡng trắng, dưỡng ẩm hay là sử dụng toner thì được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và nếu như có ai đó hỏi oanh rằng cái sản phẩm tẩy da chết Green Tea amusix đến từ Hàn Quốc này thì có đáng sử dụng không thì oanh sẽ trả lời rằng là có bởi vì uh, nếu như cái thang điểm 10 cho sản phẩm này thì kiểu oanh sẽ phải chấm nó lên đến là 8 rồi. Mặc dù là một trong những sản phẩm tẩy tế bào chết vô cùng tuyệt vời, nhưng tính tẩy rửa của sản phẩm này thì nó lại không mạnh và thậm chí là với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên thì khi chúng ta sử dụng chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, khoan khoái, cũng như là khi chúng ta sử dụng xong thì da của chúng ta sẽ không bị căng rít khó chịu bởi vì nó không chỉ là tẩy da chết đâu mà còn cân bằng độ pH trên da của chúng ta nữa. Và với sản phẩm này thì sử dụng như thế nào? Thì à, theo anh thì một trong những cách sử dụng phổ biến nhất mà chúng ta hay dùng à, Đầu tiên đó chính là chúng ta làm ướt mặt Rồi sau đó chúng ta cho một lượng uh, gel tẩy tế bào chết lên tay Rồi xoa đều lên mặt Sau đó thì từ 1 cho đến là 2 phút thì chúng ta sẽ rửa sạch lại với nước À dù rằng là sản phẩm này thì vô cùng tốt như kiểu anh vừa chia sẻ bên trên tuy nhiên rằng kiểu anh cũng phải lưu ý nhá là khi chúng ta dùng thì sẽ có một vài điểm nho nhỏ mà chúng ta cần nhớ đầu tiên là với cái chu kỳ mà chúng ta cần phải tẩy da chết thì sẽ là tùy theo từng loại da của chúng ta chẳng hạn như là nếu như các bạn có da dầu thì chúng ta sẽ tẩy theo chu kỳ là hai lần một tuần nếu như da của bạn là da trung tính hay là da hỗn hợp thì chúng ta sẽ tẩy là từ 1 cho đến là hai lần trên một tuần còn nếu mà da của bạn là da khô và nhạy cảm thì chúng ta sẽ chỉ nên tẩy một lần một tháng thôi à cái thứ hai nữa đó là nếu như khi mà toàn thân bạn đang bị mụn hay là da mặt của bạn đang bị mụn thì oanh không khuyên rằng các bạn nên sử dụng sản phẩm này. Tại vì là nếu như khi chúng ta đang bị mụn và những cái nhân mụn của chúng ta đang bắt đầu trắng lên ấy thì chúng ta nên để sau một thời gian sau quá trình chúng ta điều trị mụn hoặc là nó hết đi rồi chúng ta hãy dùng kể cả bất cứ là loại tẩy da chết nào bởi vì khi các bạn tẩy da chết thì sẽ làm vỡ những cái nhân mụn đấy ra đồng thời với việc là những cái vi khuẩn những cái uh, cái cái nhân mụn nó sẽ lan ra quanh mặt và sẽ khiến cho bạn gặp phải tình trạng mụn này thì nhiều hơn chứ không thể thuyên giảm đi. Vậy nên hãy nhớ nhé, nếu như đang bị mụn thì hãy để hết mụn hoặc là sau quá trình điều trị rồi hãy sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết. Thứ ba, đó chính là chúng ta nên thường xuyên tẩy da chết vào mùa hè. Còn nếu như vào mùa đông thì chúng ta cũng có thể tẩy nhưng mà chúng ta nên hạn chế hơn, bởi vì như các bạn đều biết mà vào cái mùa đông này thì da của chúng ta rất là bị hanh khô, thế nên là khi mà tẩy da chết thì rất dễ gây tổn thương cho da rồi. Và điều thứ tư đó chính là khi chúng ta tẩy da chết thì hãy nhớ rằng massage một cách nhẹ nhàng thôi Chứ đừng trà sát quá mạnh tránh gây tổn thương, gây ảnh hưởng cho da mặt của mình Và nó sẽ gặp nhiều vấn đề khá là đau đầu đấy và điều cuối cùng, nếu như khi bạn đã tẩy da chết hay là dùng bất cứ một bước làm sạch da nào thì sau khi đó thì chúng ta cũng nên dưỡng ẩm, sử dụng toner mặt nạ hay là các loại kem dưỡng khác để giúp cho là da của chúng ta được khỏe khoắn hơn cũng như là hấp thu các dưỡng chất tốt hơn. Và quan trọng là đừng bao giờ bỏ tẩy da chết Bởi vì như Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên rồi Nếu mà chúng ta mà không tẩy da chết mà chúng ta lười biếng quá Thì da của bạn chỉ cần ngoài 20 tuổi thôi Nó đã lão hóa một cách kinh khủng rồi Thậm chí là da của bạn sẽ bị sạm đen đi Dù bạn có dùng bất cứ loại kem dưỡng trắng hay là kem dưỡng ẩm nào và hãy nhớ nhá nếu như bạn đang thắc mắc rằng chưa biết nên chọn loại sản phẩm nào để có thể là phù hợp cho da của mình cũng như là tẩy da chết một cách an toàn hiệu quả thì oanh khuyên rằng chúng ta hãy thử sử dụng sản phẩm green tea tẩy da chết ở music đến từ hàn quốc này bởi vì như oanh nói rồi chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên cũng như là mùi hương của nó rất là thơm cũng và dễ chịu nên là khi chúng ta dùng nó không gây bất cứ tác dụng phụ hay là phản ứng phụ nào và kể cả da của bạn dù có là loại da nào da dầu da khô hay là da hỗn hợp đều sử dụng được cái sản phẩm này và quan trọng nhớ là thường xuyên tẩy da chết cũng như là sử dụng các bước dưỡng ẩm hay chăm sóc da để có một làn da trắng sáng hơn và kiều anh cũng sẽ gợi ý một trong những địa điểm khá là uy tín cũng như là đảm bảo chất lượng khi chúng ta mua sản phẩm tại đây đó chính là siêu thị hàn quốc korea shop 24 giờ bởi siêu thị hàn quốc thì phân phối những sản phẩm chính hãng đến từ xứ sở kim chi cũng như là việc uh, sản phẩm tại đây thì luôn được cam kết theo tiêu chí là chất lượng là uy tín thế nên là những sản phẩm này thì được bày bán đúng giá chính hãng cũng như là có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng À và quan trọng khi chúng ta nhận sản phẩm thì chúng ta được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán Và siêu thị Hàn Quốc thì sẽ cam kết cho các bạn là đổi trả hàng trong vòng 7 ngày Nếu như khi nhận hàng bạn thấy rằng sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả Và như vậy thì hẳn là chúng ta đã hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ? Hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng bởi vì siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng cụ thể thế nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và Oanh cũng sẽ gợi ý một trong ba phương thức để mua sản phẩm tại đây. À, đầu tiên đó là chúng ta có thể là gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985. Oanh nhắc lại một lần nữa nhé, đó chính là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó chính là các bạn có thể nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn cũng như là nhận được những ưu đãi dành riêng cho sản phẩm tẩy da chết Green Tea Omnisix đến từ Hàn Quốc này. À, chỉ với một trong ba phương thức trên thôi mà chúng ta ngồi nhà cũng có thể là có trong tay cái sản phẩm tuyệt vời này. Thế thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng đúng không ạ? Hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong clip hôm nay thì các bạn đã biết rõ hơn về việc tại sao chúng ta nên tẩy da chết cũng như là cách sử dụng và cách chọn sản phẩm phù hợp với da của mình cũng như là chúng ta đã tìm được một sản phẩm tuyệt vời được rất nhiều người sử dụng trên thị trường hiện nay. Hy vọng những thông tin này thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, luôn luôn tươi tắn, xinh đẹp, rạng rỡ. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm tẩy da chết Green Tea ở mùi xích đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được các thông báo mới nhất, bổ ích nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.